Gió heo may nhẹ thổi, báo hiệu xuân về rồi. Lộc non đã đâm chồi, mai vàng khoe áo mới. Cúc cũng tròn mâm xôi, rộn ràng khắp làng tôi những ngày đầu giáp Tết. Đất trời chỉ mới lãng đãng vào xuân, ấy vậy mà miệt vườn đã chuyển mình rộn rã. Mọi thứ bừng lên sức sống mãnh liệt của mùa xuân. Tết thì nhất định đã vui, nhưng những ngày giáp Tết cũng đâu thua kém. Ở thị thành, người người tất bật đi mua sắm, còn chúng quê thì ai nấy cũng náo nức trang hoàng nhà cửa được tinh tươm theo kiểu cách của miệt vườn. Vào những ngày giáp Tết, quê tôi vui lắm. Trẻ con được cha mẹ sắm cho quần áo mới và chúng đem khoe với nhau làm náo động cả xóm làng. Không những vậy, vào những ngày này, chị Út thợ may xóm tôi cũng không được ngơi tay do chị là thợ may giỏi theo nghề mẹ truyền con nối. Vì ai cũng muốn những ngày xuân có quần áo mới để mặc lấy hên và cũng muốn khoe duyên dáng với mọi người, nên bà con trong xóm rủ nhau đem vải lại nhà chị để đo ni chọn kiểu. Có người thì thích may cho mình bộ đồ tân thời hiện đại, nhưng cũng có người lại thích trong những ngày xuân được khoác lên mình chiếc áo bà ba truyền thống của miền đồng bằng sông nước Cửu Long. Những ngày giáp Tết sẽ được tính từ ngày 23 tháng Chạp, ngày đưa ông Táo về trời báo cáo chuyện trần gian. Vào ngày này, người dân quê tôi dù giàu hay nghèo đều sắm sang lễ vật đưa tiễn gia đình nhà Táo về trời chầu Ngọc Đế để bẩm tâu chuyện một năm qua nhiều thay đổi thăng trầm của gia chủ nơi Táo Công cai quản. Với người lớn, ngày đưa ông Táo là việc làm trang trọng nên việc lễ nghi cần phải được chỉnh chu. Còn với tụi con nít ngây ngô tuổi ăn chưa no lo chưa tới thì đây là thời điểm được thỏa lòng với những món ngon mà cha mẹ cúng bái vị thần Táo linh thiêng, rồi mê mẩn với câu chuyện tương truyền về gia đình nhà Táo. Chuyện vui những ngày giáp Tết đâu chỉ có vậy thôi mà còn náo nức từ trong nhà ra nơi đầu ngõ. Thời điểm này ai nấy cũng trang hoàng nhà cửa, lau dọn bàn thờ gia tiên sao cho thật tinh tươm. Từng cánh cửa bụi bám vào đều trở nên sạch sẽ. Cây cối quanh nhà, hàng rào trước cửa cũng được kết những cánh bướm bằng vải xinh xinh cho thêm rực rỡ lúc xuân về. Đó là một nét duyên chỉ có ở vùng quê mà cũng là đặc điểm riêng của dân miền sông nước. Nên người phương xa được về quê ăn Tết, lòng thấy bâng khuâng một cảm giác ngọt ngào. Trong nhà tất bật với việc chỉnh chu thì ngoài đồng sâu và nương rẫy cũng bộn bề trăm thứ. Ở quê là vậy, Tết đến không có nhiều sắc màu rực rỡ của ánh đèn, nhưng chính cảnh sắc thiên nhiên và sự lao động của con người đã tạo nên một không khí tưng bừng đầy sức sống, nên những ngày giáp Tết quê tôi được ví như ngày hội lớn của quê hương.